Từ hồi nhỏ đến giờ em chưa bao giờ làm cái trò này á, cho nên sáng đến giờ khách cứ chơi hoài à. Em ngốc quá. Khách đến đây để nhìn ngắm cái mặt đẹp của em và ngắm cái dáng hấp dẫn của em, rồi sau đó được đôi tay nõn nà của em đấm bóp. Chị nói thật nha, tay của em ấy mà chạm tới đâu chị ngất ngây tới đấy. Huống hồ gì bọn đàn ông. Thì không chị. Thật, 100%. Cảm ơn chị. Chẳng thế mà tiệm mới khai trương buổi sáng khách đã mò tới ầm Mấy ổng khen gái đây đẹp á. ầm. Đẹp thôi chưa đủ mà còn phải biết chiều khách nữa. Ở sàn nhảy ấy, các em muốn chiều người ta cũng khó. Còn ở đây mỗi người một chỗ riêng, cứ thoải mái. Anh, em đứng suốt ngày à, anh cho em ngồi một chút nha. Ngồi như vậy sao đóng bóp được? Ngủ bỏ mẹ. Được một em thơm tho như thế, ngồi trên lưng đấm bóp cho sướng bỏ bố, mày đắt. Hai anh đi đâu vậy? Đi vô trong này chỉ để gội đầu massage thôi, chứ con nghĩ bọn tôi đi đâu. Đi vô massage thì phải mua vé đàng hoàng chứ, tự nhiên cái đi sòng sọc vô vậy. Sen sen đâu? Sen sen kẹt khách rồi. Bao lâu thì xong? Ai biết được, tùy theo khách chứ ai biết. Bao nhiêu lâu tôi cũng đợi. Sen sen là người tình cũ của tôi. Mấy đứa đẹp nó chọn hết rồi, còn mấy đứa dở dặn này phải giảm giá chứ. Giảm sao được, không được đâu. Để chỗ tao ta ra làm ngoài ăn xem sao. tự nhiên đâu sòng sọc vô rồi giảm giảm đâu ra vậy. Mấy anh qua ghế ngồi chờ đi. Mày nghĩ sao tụi tao chờ? Nhìn mặt mày quê một cục như vậy mà mày cũng được làm lễ tân hả? Cô em nhìn cũng dễ thương lắm, hay là em lên massage cho anh đi. Được không? Nhưng Được. mà em chưa biết đấm bóp làm sao à nha. Mày đừng có nằm mơ, nhìn cái mặt của mày là tao muốn xỉu rồi. Nhưng mà mấy ông á, đấm không đấm, gọi không gọi, đi ra ngoài đi. Đứng đây chi nữa, Trần mắt đi đi. Ê, mày, con nhỏ kia, mày coi chừng tao với mày. Coi chừng mày tụi Mày, em. coi nè, mày hả mày? Ê. Bọn mày muốn gội đầu massage chứ gì? Để đấy, tao đích thân làm cho bọn mày. Bà tưởng bà là ai? Nếu tôi không nể mặt ông bảy, tôi cho bà ra bả rồi. Lão nhỉ. Để tao gọi cho thằng cha bảy, tao coi nó biết dạy mày không. Nếu không ấy thì để tao dạy. Alo. Ông bảy à, ông tới ngay cửa hàng của tôi để dạy dỗ lại đàn em của ông. Hỗn quá, hỗn quá. Có chuyện gì mà cô Phượng nóng nảy vậy? Cô đưa máy cho tụi nó để tôi chấn chỉnh. Dạ em nghe anh. Dạ. Dạ. Em biết rồi anh. Nè, cầm. Chị, em nghe bà chị khai trương tiệm này được mấy hôm. Hôm nay tụi em ghé chơi. Nhưng mà trước khi ghé chỗ chị, tụi này có ghé quán làm vài chai, cho nên ăn nói hơi bị lung tung. Bà chị thông cảm bỏ qua cho. Bây giờ bà chị cho tụi này vô gội đầu massage. Muốn gội đầu massage Dạ. ra ngoài mua vé. Ra ngoài mua vé. Mua
Mua hai vé đi. Hai vé cái. Massage tiếp không chị? Có chứ. Riêng chị em phải phục vụ từ 2 tiếng trở lên chị mới sướng. Ôi trời ơi. Ủa, anh đi đâu vậy? Anh ráng chờ chút xíu nữa đi. Tới lượt anh giờ đó. Thôi. Hay là anh uống nước, em rót nước cho anh uống nha. Thôi. Anh, lần sau anh nhớ ghé nữa nha. Anh về. Đó, tới lượt anh rồi đó. Anh hên lắm đó nha. Cô này là đẹp nhất ở đây rồi đó. Em, đưa ảnh vô đi. Anh mới tới đây lần đầu hả? Ừ. Để em phục vụ anh nha. Qua đây nè anh. Để em cởi áo cho anh nha. Từ từ, anh mới đi nhậu về, còn sai lắm. Đi nhậu thì phải hăng chứ. Anh có nghe ở phòng bên cạnh vợ chồng người ta đang sướng như điên không? Nè, ra lấy giùm anh chai nước. Dạ. Anh uống bia hay là nước ngọt? Anh uống bia cho nó hăng nha. Gặp anh ở đâu rồi? Em làm nghề này ai mà không quen. Anh hai nó trứng phốt à. Uống đi anh. Alo, các đồng chí xuất phát. Tôi là công an, tất cả giữ nguyên vị trí. Anh điên hả? Công an đến mà đi bật đèn lên. Tôi là công an. Đứng lại. À, bỏ ra. Ra ngoài. Ra đây. Ra ngoài, đứng đây. Ra ngoài. Sát vô. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đi sát vô. Ngước mặt lên. Ngước mặt lên. Tôi và đồng chí xuống gặp chủ tiệm lập biên bản. Đó. Bây giờ ai về phòng đấy, thay đồ cho tôi, nhanh, nhanh lên. Ai là chủ tiệm ở đây? Dạ, dạ tôi. Giấy tờ đâu? Dạ. Giấy phép kinh doanh nữa.
Chị là Cù Thị Nhi, đúng không? Dạ, em là Mỹ Nhi chứ không phải Thị Nhi. Nhưng mà trong giấy phép kinh doanh ghi là Thị Nhi. Lúc mới mở tiệm, em nhớ chị em đặt em là Mỹ Nhi rồi mà. Anh Tam gọi rách việc. Mất cả alo. Hưng. Alo, chị ơi, em vừa sai người mang thức ăn tới cho nhân viên ở phòng du. Ở đó đang bị công an khám xét chị lắm. Hả? Cái gì? Chị ơi, Phù Du bị công an bắt rồi. Cái gì? Bị bắt? Dạ thưa cán bộ, lần này cán bộ cũng định nhốt tụi em một đêm rồi mai lại thả ra phải không cán bộ? Lần này thì khác. Lần này các cô bị bắt quả tang là đang hoạt động mại dâm. Chắc chắn sẽ bị đưa về trại phục hồi nhân phẩm để cải tạo lao động một thời gian. Thưa cán bộ, nhưng em chưa làm gì đâu ạ. Lúc anh công an chụp hình, em vẫn còn nguyên một bộ quần áo như thế này. Không tin, cán bộ hỏi nấy mà xem. Đây, trong cuốn sổ của bà chủ, cô là người tiếp khách nhiều nhất, cũng là người thu được tiền nhiều nhất, đúng không? Bà chủ gì con ranh này, ghi nhằn ghi cụi. Tôi đâu ghi sai đâu. Nếu mà tôi ghi sai, tôi sao tôi trả tiền cho các cô được. Thôi, không nói nhiều nữa. Giải tất cả ra ngoài xe. Các đồng chí ở lại, giữ nguyên hiện trường. Đi. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Không có gì nữa. Đi. Thôi chị. Nhanh lên. Nhanh lên. Thôi chị, bị cứu rồi. Đi. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Lên. Đồng chí Đắc gì? Về chỉ đạo anh em sơ cung ngay trong đêm nay. Cái đó, mày bắt tôi về tội gì? Bắt hai anh về tội chống người thi hành công vụ. Đi đi. Nhanh lên. Gọi xe cấp cứu ngay. Dạ. Tôi đề nghị các anh chị nhà báo không được chụp những cảnh như thế này. Máu của người chiến sĩ công an đổ xuống vì bình yên cuộc sống đáng chụp lắm chứ. Anh nói không được chụp hình. Tôi đề nghị anh chị ra ngoài. Đi. Đi. Xin đừng bận tâm. Em không sao đâu. Gọi cho Tí Miêu bảo là đến cửa hàng rượu xem thằng xứ có đấy không. Vâng ạ.